Người dân ùn ùn về quê, cửa ngõ thủ đô đông nghẹt ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch. Sáng ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch 30 tháng 12, thành phố Hà Nội có mưa, nhưng trên các tuyến đường hướng đi cửa ngõ về các tỉnh vẫn đông đúc luồng xe cộ qua lại. Các nút giao dọc trục đường vành đai 3 nối ra đường cao tốc xảy ra ùn ứ, dòng xe di chuyển chậm chạp rời thủ đô. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, lường trước việc ngày nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều người dân về quê đón Tết. Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động các phương án phân luồng từ xa, hướng dẫn người và phương tiện di chuyển ra thành phố thuận lợi. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 và số 14 tăng cường cán bộ có mặt tại các nút giao nóng như Nguyễn Xuân Yêm, Linh Đàm, quận Hoàng Mai và Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân điều tiết giao thông dựa trên tình hình thực tế. Các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, số lượng người đổ về đến trưa nay vẫn còn khá đông. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, hôm nay đã giảm nhiệt hơn. Đại diện các bến xe cho biết, lượng người di chuyển chỉ tương đương số hành khách vào dịp cuối tuần. Chị Vũ Phương Thảo quê Quảng Ninh cho biết, do hôm qua thấy rất đông người đổ ra bến xe nên sáng nay tôi mới di chuyển về quê. Bất chợt trên đường có mưa nhỏ nhưng về cơ bản việc ra bến vẫn thuận tiện. Mua vé không phải chờ lâu như mọi năm, nhà xe phục vụ chu đáo, tận tình.